Minh Phụng Music xin chào anh em nhé. Ngay lúc này đây, mình sẽ gửi đến anh em một video vô cùng thú vị về một buổi đóng gói và vận chuyển đàn đến với những khách hàng xa thân thiết của kênh. Hai nhân vật sẽ xuất hiện trong tập kỳ này chính là Organ của nhà Cutman, một thương hiệu nổi tiếng đến từ Anh Quốc. Organ K350 và K200. Hai cái Organ này vẫn giữ cho mình những nét đặc biệt nhờ vào diện mạo trẻ trung, kèm theo đó là trang bị nổi trội. Để trước khi bắt đầu thì hiện nay giá của K200 là 4 triệu đồng và K350 là 6.950.000. Đây là bên trong showroom 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể thấy rất nhiều mẫu đàn đang được trưng bày và sắp xếp một cách cẩn thận, bảo quản với chất lượng tốt nhất và đa dạng về các loại nhạc cụ từ piano cơ, piano điện, organ, guitar và cả ukulele của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Cutman, Artesia, Yamaha, hay Takahama, vân vân. Rồi, đến với hai nhân vật chính ngày hôm nay nào. Đàn sau khi được lấy từ kho sẽ được team mang ra kiểm tra đúng số lượng yêu cầu của đại lý trước khi đi giao. Cùng theo chân bạn nhân viên bên mình mang từng cái đàn ra nhé. Nếu các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về K200 và K350, hãy vào kênh và search từ khóa trong mục tìm kiếm. Toàn bộ video hướng dẫn chức năng, giới thiệu và cả giao hàng về hai cái organ này sẽ được hiện ra đầy đủ nhất. Hàng đã được chuẩn bị đóng gói cẩn thận, cùng nhìn lại trước khi đem ra xe để vận chuyển nha. Đây là cảnh phía trước showroom Minh Phụng Music. Anh ship bên mình đang khiêng đàn ra để chất lên xe và buộc hàng cẩn thận trước khi đi giao. Nhìn đội ngũ cười nói vui vẻ là các bạn thấy niềm vui của team khi được đem đến khách hàng những cái đàn đầy giá trị. Nên khi mua hàng tại đây, các bạn cứ yên tâm về thái độ, phong cách làm việc chuyên nghiệp của team nhé. Công ty Minh Phụng Music chuyên phân phối các dòng nhạc cụ âm nhạc với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phân phối cho hàng trăm các đại lý lớn nhỏ và khách hàng mọi miền trên toàn quốc. Hơn ai hết, đội ngũ nhân viên công ty hiểu rằng uy tín, chất lượng, dịch vụ, giá cả là những tiêu chí hàng đầu mà khách hàng lựa chọn. Ngoài những ưu điểm đã được khách hàng đón nhận với các dòng organ trước đây thì nay Cutman K350 và K200 với những trang bị hấp dẫn dành cho người chơi tại các show biểu diễn âm nhạc, giúp các bạn tự tin hơn khi chơi nhạc. Cảm ơn em đã đồng hành cùng team trong video kỳ này. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào hãy comment phía dưới để tụi mình phản hồi sớm nhất có thể. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ kênh, và mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ qua số hotline 0919 768 606 để được tư vấn cụ thể nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.